Hải đoàn 42 Cảnh sát biển vừa tổ chức tuyên truyền luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, tuyên truyền về chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định IUU và một số văn bản luật về biển đảo cho ngư dân thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Các tuyên truyền viên đã thông báo thực trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài trong thời gian qua và quy định của một số quốc gia trong xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm, nêu lên một số vấn đề bà con cần lưu ý khi khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là đối với việc treo cờ Tổ quốc trong quá trình khai thác thủy sản trên biển. Thì nói chung thì em được nhận được lá cờ Tổ quốc này cũng là niềm vinh hạnh của người dân đi biển, cái là cái treo lên là cái niềm vui cho đất nước chúng ta. Treo cái lá cờ Tổ quốc này lên biết là vùng biển Việt Nam chứ mình gìn giữ vùng biển Việt Nam chứ mà cho biết ghe của Việt Nam mình. Qua chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, qua đó giúp ngư dân nắm chắc và chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác hải sản, động viên tinh thần, củng cố niềm tin, tạo điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển để cùng lực lượng chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Tuyên truyền về biển đảo, tuyên truyền các về luật cảnh sát biển Việt Nam, tuyên truyền luật thủy sản cũng như các cái văn bản pháp luật về biển đảo. Thì trong những năm qua, đặc biệt là trong cái thời gian cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, thì ngư dân của các tỉnh ven biển, đặc biệt là tỉnh Cà Mau và Kiên Giang, Bạc Liêu, thì đã có nhận thức rất tốt, bà con chấp hành là tốt hơn. Tỷ lệ mà tàu vi phạm giảm rõ rệt. Hải đoàn 42 Cảnh sát biển còn trao quà hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Sông Đốc. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển với các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của mỗi gia đình. Với mục đích số hóa trong công tác đảng, từ tháng 9 năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Ứng dụng đã thể hiện rõ tính ưu việt, tiện ích gắn với nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên và đặc biệt thích hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên là đơn vị triển khai thí điểm ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. 100% các chi đảng bộ trực thuộc triển khai cài đặt phần mềm và đưa vào sử dụng ngay trong tháng 12 năm 2021. Đến nay, tỷ lệ đảng viên đã cài đặt sử dụng ứng dụng chiếm 87%. Khi cái này nó đi vào thực tiễn, hoạt động và hiệu quả rồi, thì cái công tác nắm bắt tình hình chung của đảng bộ nó cũng sẽ tốt lên. Thế và cái theo dõi các cái hoạt động của các chi đảng bộ thông qua cái sổ tay đảng viên điện tử, chúng tôi đang đặt một cái kỳ vọng là nó sẽ giúp cho cái công tác quản lý đảng viên được tốt hơn. Việc triển khai ứng dụng này đã giúp cán bộ đảng viên tiếp cận kịp thời các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, định hướng nội dung công tác tư tưởng, sinh hoạt thường kỳ, là kênh thông tin hai chiều tiếp nhận phản ánh của đảng viên về công tác đảng, công tác cán bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đồng thời, hỗ trợ cấp ủy trên nắm thông tin hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, thu thập tiếp nhận các góp ý phản hồi kịp thời để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên. Thông qua cái ứng dụng phần mềm thì chúng tôi nắm được các thông tin khác về tình hình xã hội của tỉnh Thái Nguyên cũng như các cái ứng dụng khác. Quá trình thực hiện thì có những cái thắc mắc thì chúng tôi được hỗ trợ trên cái trợ lý ảo thực hiện hướng dẫn trên web là 24/7. Bất cứ nào chúng tôi được giải đáp cái kịp thời. Trước đây thì như vậy là đến các cái kỳ sinh hoạt thường kỳ hàng tháng thì chúng tôi mới triển khai được các cái chỉ thị nghị quyết của đảng đến đảng viên, nhưng mà khi mà có trang sổ tay đảng viên tử thì như vậy là đảng viên chúng tôi chỉ cần thông báo thông tin là như vậy, đảng viên rất kịp thời cập nhật nắm bắt được các quy định ngay. Kết quả triển khai đến nay, 15 đảng bộ trong toàn tỉnh đã tổ chức cho đảng viên cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử với trên 73.000 đảng viên. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn các tính năng trong ứng dụng, tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục điều chỉnh, bổ sung về nội dung, giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm tính tiện ích, thiết thực và dễ hiểu để đảng viên thuận lợi hơn trong việc cài đặt sử dụng. Thưa quý vị, trong giai đoạn 2009-2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lai Châu giảm trung bình hàng năm 5,14%, trong đó ba huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ giảm gần 6%.
đó là kết quả của Nghị quyết 30A ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. Chương trình 30A, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ được hỗ trợ phát triển lưới điện nông thôn, xóa nhà tạm, xây dựng nhà bán trú dân nuôi, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, trường học nội trú bán trú, hỗ trợ đào tạo và bố trí việc làm, hỗ trợ xi măng cứng hóa đường giao thông nông thôn, đào tạo khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp. Những kết quả trong giai đoạn vừa rồi là một trong những cái tiền đề, động lực quan trọng để tỉnh Lai Châu thực hiện những khát vọng của mình, cũng như là hướng đến tương lai hiện thực hóa các cái mục tiêu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 thì đã xác định rõ mục tiêu là xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Giai đoạn 2018-2020, huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên là hai huyện điển hình của tỉnh Lai Châu được Thủ tướng Chính phủ đưa ra khỏi danh sách các huyện nghèo trong cả nước theo Nghị quyết 30A. Những ngày này, người trồng chuối Nam Mỹ trên đất Phú Yên không giấu nổi niềm vui khi vụ đầu tiên đã mang lại hiệu quả cao so với các loại cây trồng khác. Đầu tư ít, chăm sóc đơn giản, lại được bao tiêu với giá 5.000 đồng 1 kg trong thời gian 10 năm. Đây là vụ chuối hứa hẹn mở ra một hướng đi mới trong chuyển đổi cây trồng trên vùng đất đỏ Ba Gian của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Bà Lê Thị Lan tham gia trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu của công ty cổ phần Vina Cà Phê Sơn Thành thuộc Tổng Công ty Cà Phê Việt Nam. Trên diện tích 6.000 m2 trồng giống chuối mới này, sau khi trừ chi phí, bà Lan cầm chắc trong tay ít nhất 100 triệu đồng. Trồng cây chuối này là rất là khỏe, chứ không phải như các cái cây khác. Đấy. Thu hoạch thì thu hoạch một lần, rồi mình lấy tiền được một lần. Đấy, mình đầu tư được tất cả các thứ là coi như nó rất là khỏe. Từ trước tới nay nói chung ba con đấy thì rất là vất vả. Thì em ở đây em trồng 500 cây này. Thì hiện tại thì em thấy là mua bán thì công ty mua bán thì vẫn được đấy. Thì đấy thì của nhà em mua. Năng mua đấy thì bữa nay là thu lần đầu tiên là được trọn vẹn rồi đấy. Trồng với cây chuối thì em thấy là năng suất là được. Theo như em mà trồng cây bắp cây đồ là em thấy là cây chuối thì là làm thì là thấy nó hiệu quả. Công ty cổ phần Vina Cà Phê Sơn Thành được tỉnh Phú Yên giao 1.100 ha đất quy hoạch trồng hồ tiêu và cao su. Ngoài hai cây trồng chủ lực, việc hỗ trợ và hợp tác với 22 hộ dân chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng 12 ha chuối Nam Mỹ bước đầu đã đem lại lợi ích thu nhập cao cho cả hai bên. Chắc chắn là phải làm, tức là xây dựng cái đơn vị xuất khẩu, rồi mã vườn xuất khẩu và cái khu chế biến tập trung. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đã hình thành cái khu chế biến tập trung, thì hiện nay cũng đã làm cái kho lạnh rồi. Xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa là vùng trồng cây hồ tiêu trọng điểm của tỉnh Phú Yên. Nhiều năm qua, hồ tiêu mất giá, thường xuyên bị sâu bệnh hại, chết hàng loạt. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trước thành công bước đầu của chuối Nam Mỹ, nhiều hộ đang tiếp tục đăng ký với công ty cổ phần Vina Cà Phê Sơn Thành, cùng hợp tác mở rộng trồng khoảng 100 ha chuối xuất khẩu vì đem lại lợi nhuận cao, dễ chăm sóc, bảo đảm giá đầu ra ổn định ít nhất trong vòng 10 năm đầu.